Hôm nay, nhân dân tệ chính thức lưu hành ở 7 tỉnh Việt Nam. Việt Nam có lẽ đã có những tính toán trong việc Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 19 cho phép dùng nhân dân tệ tại 7 tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc sau ngày 12 tháng 10 năm 2018. Hai cái lợi ngắn hạn trước mắt được dẫn chứng thông qua thông tin đại chúng hay trong một vài tài liệu dẫn đến thông tư 19 là sẽ giúp cho thương nhân Việt Nam sản xuất và buôn bán dễ dàng hơn ở các tỉnh biên giới, và hy vọng giúp giới sản xuất và đầu tư Trung Quốc di chuyển một số hãng xưởng sản xuất và dự án đầu tư qua Việt Nam. Một cái nhìn nhanh thuận lợi cho thông tư 19, cho rằng có các văn bản pháp quy đảm bảo chặt chẽ cho thông tư 19 về giới hạn phạm vi áp dụng và cơ chế giám sát thực hiện, để tránh việc dùng tràn lan tiền Trung Quốc trong lãnh thổ Việt Nam, gây ra lo ngại của cả nước về hiểm họa trung hóa cả nền tiền tệ trong tương lai gần và cả nền kinh tế đất nước trong tương lai không xa. Nhưng nhìn và suy nghĩ thì hai vấn nạn được nêu ra về cố gắng giới hạn phạm vi áp dụng và cơ chế giám sát chính sách chặt chẽ để đảm bảo việc tuân thủ luật pháp là một việc khó làm, thuộc chuyện hàng huyện đã quen thuộc hàng ngày ở xứ nhà. Nhưng phân tích kỹ hơn các yếu tố sâu xa cả trong ngắn hạn và dài hạn, thảo luận ngắn này trình bày về các mối lo ngại lớn hơn nhiều cho nguồn máy sản xuất của Việt Nam và cả nền kinh tế Việt Nam trong 2-3 năm tới, làm cho Việt Nam ta hoàn toàn lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế và chính trị. Trong ngắn hạn thì thông tư 19 sẽ tác động tai hại lên chính sách tiền tệ độc lập của Việt Nam và làm suy yếu tiền Việt Nam đồng và sẽ gây ra các biến động tiền tệ và tâm lý khó lường trong vòng khoảng từ 3 đến 6 tháng, nhất là việc đầu cơ tiền tệ có thể làm tan biến khối dự trữ ngoại tệ 65 đến 70 tỷ đô la của Ngân hàng Nhà nước một cách nhanh chóng, nếu như muốn dùng dự trữ đó để bảo vệ tỷ giá sau này. Sau khi phân tích các điểm này thì kết luận rõ ràng là lợi bất cập hại như sau. Thứ nhất là vấn đề vi hiến và vi phạm luật Ngân hàng Nhà nước hiện hữu. Chủ quyền kinh tế, chủ quyền tiền tệ là những cấu thành đặc biệt của chủ quyền chính trị, chủ quyền quốc gia. Như vậy, nếu như mất chủ quyền tiền tệ này là sẽ mất chủ quyền quốc gia, theo lời của tiến sĩ Lê Đăng Doanh ở Hà Nội nêu ra. Ngoài khía cạnh vi hiến, thì thông tư 19 còn vi phạm trầm trọng luật quản lý ngoại hối của chính Ngân hàng Nhà nước. Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước cho phép đồng nhân dân tệ được lưu hành tại 7 tỉnh biên giới Trung Quốc Việt Nam sẽ không có cơ chế nào hữu hiệu để có thể ngăn chặn những đồng nhân dân tệ được sử dụng ở những nơi khác ngoài 7 tỉnh đó. Theo nguyên tắc bình thông nhau quen thuộc, và mặc nhiên thì nhân dân tệ sẽ trở thành một loại tiền tệ chính thức ở Việt Nam. Thứ hai, có sự hiểu nhầm hay cố ý không hiểu sự khác biệt giữa việc chấp nhận nhân dân tệ trong giỏ tiền tệ của IMF và dùng nhân dân tệ như một loại tiền tệ của quốc gia. Giỏ tiền tệ chỉ dùng để làm mốc cho việc xác định tỷ giá của tiền trong nước và không có liên quan gì đến việc dùng tiền tệ của một quốc gia. Một số đông người có thể hiểu lầm rằng nhân dân tệ có trong giỏ tiền của SDR của IMF là coi như nhân dân tệ chính là đồng chuyển đổi tự do, là có thể được các nước chấp nhận làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch quốc tế. Thông tư 19 mặc dù không công nhận nhân dân tệ là đồng chính thức của Việt Nam, nhưng việc Ngân hàng Nhà nước cho phép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam thì tức là công nhận đồng nhân dân tệ chính là đồng chính thức thứ hai, lưu hành song song với Việt Nam đồng. Thứ ba, tác động quan trọng nhất lên tỷ giá Việt Nam và chính sách tiền tệ độc lập của Ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam. Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước cho phép 95 triệu dân ở Vân Nam và tỉnh Quảng Tây cùng với vài triệu dân ở Việt Nam, hay gần 100 triệu người, tức là hơn toàn bộ dân số Việt Nam hiện nay, được dùng nhân dân tệ cho thu chi thương mại và đầu cơ tiền tệ ở trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy gọi là biên mậu, mậu dịch ở biên giới, nhưng ở phía Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, liệu có quy định nào giới hạn phạm vi trao đổi chỉ ở các tỉnh biên giới? Thực tế thì ở Việt Nam, lâu nay các tỉnh miền Nam vẫn hay đưa hàng lên biên giới để bán cho Trung Quốc và được coi là biên mậu. Điều này cho thấy nguy cơ Ngân hàng Nhà nước không thể kiểm soát được chính sách tiền tệ, khả năng phụ thuộc vào đồng tiền Trung Quốc là rất lớn. Tùy vào số tiền nhân dân tệ của Trung Quốc được nới rộng hay tụ hẹp ở Việt Nam thì Ngân hàng Nhà nước cũng không kiểm soát được khối tiền tệ lưu hành ở Việt Nam, và ngay cả không có số đo chính xác về khối tiền đó trong nước như từ trước đến nay. Quan trọng nhất là Ngân hàng Nhà nước mất cả khả năng ấn định chính sách tín dụng hay là thắt chặt một cách độc lập. Ngoài ra thì tỷ giá Việt Nam đồng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ giá nhân dân tệ. Đây là vấn nạn rất quan trọng hiện nay, vì trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện tại thì tiền nhân dân tệ đã mất giá khoảng 9% từ tháng 4
trong khi Việt Nam đồng chỉ mới mất giá 4-5% so với đô. Sự lan truyền mạnh của nhân dân tệ ở Việt Nam sang hai trung tâm tiền tệ lớn là Hà Nội và Sài Gòn có thể làm cho Việt Nam đồng mất giá thêm 4-5% trong thời gian ngắn do động cơ tiền tệ, ngay cả lúc chưa có tác động nào của các yếu tố thương mại tay ba giữa Mỹ-Trung Việt. Tương lai thì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể sẽ có đà bộc phát mạnh mẽ hơn để thị uy, nhằm mục đích chiến tranh tâm lý trước khi thượng nghị chính thức trở lại giữa hai quốc gia Hồng Kông-Trung Quốc và các đối tác khác. Sang tháng 12 năm 2018 thì gần như có thể là Mỹ sẽ tuyên bố áp thêm thuế 25%, có nghĩa là tăng từ 10% lên 200 tỷ đô la hàng nhập từ Trung Quốc. Để trả đũa, Trung Quốc chỉ có thể áp dụng lên cùng thuế này so với số hàng nhập khẩu từ Mỹ có giá trị 80 tỷ đô. Tổng số hàng nhập từ Mỹ là 130 tỷ năm 2017. Điểm yếu huyết mạch của Trung Quốc chính là chỗ này. Dân chúng và giới thương gia Trung Quốc nhất định sẽ phải phòng thủ bằng cách là trốn khỏi tiền nhân dân tệ dự trữ USD, tiền in euro và có thể là vàng. Nếu như tiền nhân dân tệ xuống dưới mức quá thấp, tức là 7,2 ăn 1 đô la, từ 6,9 hiện nay hay là xuống thêm 10%, thì hệ thống tiền tệ Trung Quốc sẽ rối loạn toàn bộ và ảnh hưởng lên tỷ giá Việt Nam đồng. Do một mình yếu tố đầu cơ tiền tệ này thôi cũng đã có thể dễ dàng đẩy tỷ giá Việt Nam của chúng ta rớt xuống 24-25 ngàn trên 1 đô. Việt Nam sẽ mất đi nguồn thu ngân sách quan trọng trong kinh tế học được gọi là Senorai, khi không thể nào chủ động được chính sách tiền tệ của chính quốc gia mình. Thứ tư, tác động gia tăng của thương chiến Mỹ-Trung lên kinh tế và tỷ giá Việt Nam đồng. Theo kinh nghiệm giữa tiền tệ thế giới thì đồng tiền nào mạnh bao giờ cũng sẽ lấn át đồng tiền yếu. Nếu như đồng nhân dân tệ có số lượng hàng hóa ở đằng sau với việc họ phá giá tiền của mình, thì giá thành của hàng Trung Quốc coi như rẻ đi, sẽ tạo ra một ưu thế lớn đối với hàng hóa Việt Nam. Nhiều kỹ nghệ của Việt Nam sẽ bị bóp nghẹt. Việc ai cũng e ngại là Trung Quốc sẽ tuồn hàng qua Việt Nam để xuất khẩu qua Mỹ nhằm tránh được cái áp thuế cao. Mỹ cũng sẵn sàng làm việc này và có thể áp thuế 25% lên hàng nhập từ Việt Nam, và ngay cả ngăn chặn hàng Việt Nam có gốc Trung Quốc, được nhận biết khá dễ dàng qua hệ thống tin tức thương mại của Mỹ. Như vậy thì theo một vài chuyên gia đánh giá thì Việt Nam có thể tính toán lo ngại bị lôi vào vùng khủng hoảng tiền tệ như đã và đang xảy ra ở các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela hay Argentina. Nếu như Việt Nam muốn dựa vào đồng nhân dân tệ để tránh bão, thì đó chính là một quan niệm sai lầm vào lúc này. Ngân hàng nhà nước cần xét lại thông tư 19, tính toán lại các dự định trong việc cho nhân dân tệ lưu hành trước ở 7 tỉnh biên giới, sau đó thì lan rộng đến Hà Nội và Sài Gòn, sẽ là một việc rất khó kiểm soát, theo nguyên tắc bình thông nhau quen thuộc. Một nghịch lý trớ trêu cho chính sách ngân hàng nhà nước là cố chống lại việc đô la hóa trong quá khứ, với lý do là trên đất nước Việt Nam thì chỉ tiêu tiền Việt Nam. Để cho ngân hàng nhà nước có thể điều hành chính sách tiền tệ, thì nay thông tư 19 lại chính thức hóa việc hỗ trợ việc nhân dân tệ hóa đồng tiền Việt Nam. Tuy kế thừa quyết định 689 ban hành từ trước năm 2004, nhưng thông tư 19 thì lại đi ngược với chính sách quản lý ngoại hối nêu trong pháp lệnh của Quốc lệnh Ngân hàng, ban hành năm 2005, sửa đổi năm 2003. Tuy kế thừa quyết định 689 ban hành từ trước vào năm 2004, nhưng thông tư 19 thì lại đi ngược với chính sách quản lý ngoại hối nêu trong pháp lệnh của quản lý ngân hàng, ban hành năm 2005 và sửa đổi năm 2013, nhằm thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam. Hơn nữa, Trung Quốc đang là nước có liên hệ thương mại cao nhất đối với Việt Nam và đứng đầu trong danh sách nhập siêu của Việt Nam. Nay thông tư 19 lại giúp cho việc nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc dễ dàng hơn nữa, gồm cả nhập khẩu chính ngạch và tiểu ngạch lên đến 20-30 tỷ đô la. Liệu ai đó có thể giải thích rõ thêm hơn về mục tiêu chính sách của ngân hàng nhà nước? Không cần nói thêm, một lúc có quá nhiều việc đang xảy ra, như ban hành và áp dụng thông tư 19 từ ngày 12 tháng 10 năm 2018, cùng lúc với việc tiếp tục cứu xét thiết lập ba đặc khu kinh tế ở những vùng nhạy cảm cho an ninh quốc gia, và từ ngày 7 tháng 9 năm 2018, đã cho các đoàn xe du lịch ở Trung Quốc vào tỉnh Lạng Sơn không cần thông qua thủ tục nhập cảnh và hải quan thông thường. Phải chăng nằm trong chuỗi sự kiện khiến cho mọi người cần quan tâm trước mặt và sau này cho chính đất nước mình?